nhiều gì? Chân thật ạ. À? Chân thật ạ. À? Chị chân thật ạ. À? Xếp cho chị nhiều gì ạ? 2 triệu. Thế ạ? Lấy đi chị. Chưa giờ nghĩ là có tiền như thế. Chưa giờ nghĩ có số tiền như thế. Mua cho con một bộ quần áo. Mua cho con một quần áo. Bây giờ bắt đầu đi học rồi. Bắt đầu đi học cả? Vâng. Không đi ạ? À? Cầm sách về đây. Thôi em, lốt. Con đi. À, chị. Con chị đang chạy gì cả. Thôi em chạy nhé. Dạ. Chị chơi thật à? Chơi thật mà. Em, vợ chồng em là có chút tiền để đưa anh đi, là anh đi nộp phạt. Dạ, vâng. Xong nộp phạt hết bao nhiêu em chịu. Còn xe bị giữ bao nhiêu ngày mà không ra làm được ra tiền thì em rất là đi tiếp, anh ấy cầm số tiền đi để xử lý nộp phạt nhé. Bây giờ anh em mình đùm bọc giúp đỡ nhau, hoàn thành không ai muốn thôi. Thế thì tôi vẫn chào em cũng là xin phép cảm ơn anh chị rất nhiều và tất cả đồng nghiệp của anh chị đây. Thôi cứ giữ bao nhiêu ngày mà không làm ra kinh tế thì em là sẽ bù đắp gấp đôi, ok chưa? Thôi cố gắng phải suy nghĩ nhé chị em gái nhé, không em gái cứ no là dây vào anh em xăm trổ, bây giờ dây vào người nọ người kia là khổ rồi, chồng em khổ nhất đấy. Giáo viên người ta thật thà đấy, mười mấy năm công tác trong ngành giáo dục rồi. Anh cũng ai là người ai chẳng có ước mơ, bây giờ anh đủ kinh nghiệm rồi, 2-3 năm. Tắt tay máy đi. Sao đấy, livestream vào máy này. Tắt máy đi. Cái gì? Tắt máy đi, livestream vào máy này. Tắt máy đi, livestream vào máy này. Sao rồi, tên cùng mạng đúng mạng rồi. Ok, để nguyên này. Để luôn đi. Để nguyên. Ờ, ok. Nhao. Bây giờ này, chúng mày mua nước hoa rồi à? Này, tao nói này. Tao nói tất cả mày đây nhá. Thứ nhất, thằng này nó đã bán nước hoa là bán nước hoa lậu. Chưa xin phép. Chỉ cần một cái đấy thôi là đủ. Ok, lên phường. Gọi công an. Gọi đi. Ok. Bố thằng ngào. Con bố mày, thay mặt anh cũng cho anh hải bái sang đây hỏi thăm mày. Còn chúng mày chứ. Bố ở đây. Ăn đi. Ăn cái gì bà ăn? Tôi ăn được không? Thôi nhưng mà tôi liên quan gì bạn? Tự nhiên bạn gây sự, bạn có buồn cười luôn. Bố mày ấy là bạn thằng Tiến. Em anh Long Tròn. Nhưng tôi liên quan gì bạn? Nhưng mà mày liên quan đến đất nước của bố mày. Đất nước gì? Mày định phá đất nước của bố mày. Đất nước gì? Mày mua thằng ngáo này nữa. Nó người mày có lịch sự. Bố cái thằng ngáo này. Mày phải dây vào bố mày 2 năm trước thì mày cũng còn cái răng mà cứt đâu. Bố cái thằng ngáo. Thằng ngáo này. Bố cái thằng ngáo ấy. Nó cởi áo cởi quần nó vứt cho kìa. Ảo thật đấy, ngáo thật đấy. Nó cởi hết quần áo nó vứt được kìa. Ảo thật đấy. Ảo thật, tự nhiên bảo nay chim mấy này. Đúng rồi. Tiểu sử giang hồ huấn hoa hồng, sự thật về bàn tay cụt một ngón, chỉ còn lại 4 ngón rưỡi, phần 2. Xin chào các bạn đang theo dõi VKT, tiểu sử giang hồ người nổi tiếng. Huấn hoa hồng không ít lần khiến dân mạng thở dài vì hàng loạt tai tiếng, khác xa với những lời giao giảng thường thấy trên mạng xã hội. Nhưng cũng có những hình ảnh huấn hoa hồng tử tế, nhẫn nhịn là một người nói được làm được, chứ không phải giang hồ mõm. Trong video này, chúng tôi sẽ nói về một huấn hoa hồng với một giao diện quay về nẻo thiện, từ bỏ ăn chơi, tập trung làm ăn, vớt lại quá khứ ngông cuồng. Sự thật về bàn tay cụt một ngón. Anh làm sao mà cụt ngón tay? Ngày xưa anh đánh bạc quá, anh thề anh không đánh nữa. Thế là anh chặt cụt ngón này để thề với bố mẹ không đánh nữa. Nhưng mà lúc đấy tuổi anh còn non và xanh à, cờ bạc thì lúc đấy đầu óc nó mụ mẫm, còn trẻ, còn non và xanh, chưa suy nghĩ chín chắn được. Nghĩ là chặt ngón tay này đi để thề là không đánh bạc nữa. Ôi giời ơi, cái lúc tuổi còn non và xanh, suy nghĩ còn trẻ trâu, có mà chặt cả cùi này đi vẫn chơi. Anh chặt ngón này đi, anh được một tuần đầu tiên không chơi luôn. Tuần thứ hai vì này hứa cũng nghĩ đến cũng không chơi luôn. Tuần thứ ba cũng không chơi luôn. Tuần thứ tư tay vẫn đau không chơi luôn. Sang đến tuần thứ năm mình đánh mạnh hơn lúc chưa chặt. Đó. Đó là những lời chia sẻ chân thành của Huấn Hoa Hồng khi nhắc về quá khứ. Huấn thường xuyên live stream khoe vàng, tiền, khoe xe, khoe nhà và gia tài tiền tỷ.
Gã giang hồ mạng có một điểm khiến nhiều người chú ý, đó là việc bàn tay trái chỉ có 4 ngón rưỡi, bởi ngón trỏ đã bị chặt mất 2 đốt. Có thông tin đồn đoán rằng Huấn bị các đàn anh trong giới giang hồ dằn mặt vì những phát ngôn hổ báo trên mạng. Cũng có người cho rằng Huấn đi vay nặng lãi không trả được và bị siết nợ. Trong một lần phát trực tiếp trên mạng xã hội, Huấn Hoa Hồng đã giải thích rằng khi còn ở quê nhà Yên Bái, hắn rất say mê cờ bạc và có nợ một khoản tiền lớn. Gia đình Huấn phải cầm cố sổ đỏ để trả nợ. Ân hận về những việc mình làm, Huấn cầm dao tự hủy ngón tay của mình và thề sẽ không bao giờ đánh bạc nữa. Sau khi chặt ngón tay để tuyên thệ, bố mẹ Huấn đã cho một khoản tiền để làm ăn. Tuy nhiên sau khi rời quê đi làm được 2 tháng, Huấn vẫn lao đầu vào cờ bạc, lô đề mà còn thua thảm hại hơn trước. Mặc dù có nhiều đồn đoán về nguyên nhân của việc bàn tay trái của Huấn Hoa Hồng chỉ có 4 ngón rưỡi, anh vẫn được biết đến nhờ phong cách sống của mình và trở thành một trong những cái tên được biết đến trên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc khoe khoang tài sản của mình và các hành động không phù hợp với giá trị cộng đồng đã dẫn đến nhiều tranh cãi và chỉ trích từ phía người xem trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, Huấn vẫn còn đăng tải các thông tin và hình ảnh liên quan đến cuộc sống và hoạt động của mình. Dựa vào những hình ảnh và video của anh trên mạng xã hội, có thể thấy rằng Huấn không có vấn đề gì với việc sử dụng tay trái của mình để thực hiện các hoạt động thông thường. Và bây giờ có lẽ Huấn Hoa Hồng là ai không còn là cụm từ xa lạ với nhiều người nữa. Anh đã nổi lên như một hiện tượng trên mạng xã hội với những câu châm ngôn về cuộc sống, xã hội. Và càng ngày càng có nhiều giới trẻ biết đến và gọi anh là thầy Huấn. Trong những năm gần đây, Huấn Hoa Hồng đã trở nên cực hot với những video viral về cuộc sống, đạo lý trên những trang mạng xã hội. Điều này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ. Huấn Hoa Hồng kể rằng nhà anh rất nghèo, thuộc hộ nghèo ở xã ở tỉnh Yên Bái. Đã bỏ học từ năm lớp 7 vì gia đình không có điều kiện, lại thêm bản tính ham chơi, đua đòi, không tu chí học hành. Đến tuổi lao động, Huấn Hoa Hồng rơi vào cảnh nợ nần. Gia đình không cản được con ngựa bất kham đã để Huấn tự trải đời và bị cuộc đời quăng quật. Như đã nói, Khá Bảnh, Phúc XO hay Quang Rambo, Huấn Hoa Hồng đều là những cái tên được phong là giang hồ mạng. Chỉ cần vào YouTube hoặc Facebook tìm những từ khóa liên quan tới những cái tên trên là người dùng dễ dàng xem được những đoạn clip với nội dung tục tĩu không đúng với thuần phong mỹ tục, chuẩn mực ứng xử xã hội. Trong các clip đó, Huấn còn khoe có mối quan hệ rộng rãi với nhiều giang hồ mạng. Nhờ tài ăn nói và những hành động chẳng giống ai của mình, Huấn đã thu hút được một bộ phận thanh niên mới lớn. Số lượng người theo dõi lớn đã giúp Huấn trở thành người ảnh hưởng trên mạng xã hội. Thời điểm hiện tại, bất ngờ Huấn đã rất uy tín và chỉnh chu. Anh cùng vợ đang làm công việc kinh doanh và rất thường xuyên làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh nghèo khó. Trước đây, cái tên Huấn Hoa Hồng nổi bật trên hàng loạt các trang báo khi xuất hiện với tư cách là một doanh nhân thành đạt, khách VIP được chào đón nồng nhiệt tại các cuộc thi nhan sắc với tên gọi Miss World Việt Nam 2020. Chưa hết, Huấn Hoa Hồng còn tham dự một sự kiện nổi bật của tập đoàn Danco Group với tư cách khách mời theo diện nhà tài trợ hãng nước Hoa và là một doanh nhân thành đạt. Mỗi video Huấn đăng tải là thu hút được hàng trăm nghìn, thậm chí cả triệu lượt xem. Hơn những thế, một bộ phận thanh niên mới lớn còn coi những phát ngôn giao giảng đạo đức của Huấn như là châm ngôn, lẽ sống, tự phong cho Huấn với biệt danh Thầy Huấn. Ngoài ra, Huấn thu hút các fan mới lớn bằng việc thường xuyên khoe xe sang, biển số sang, xịn mịn. Chính nhờ những phương thức này, trong suốt thời gian dài, Huấn trở nên nổi tiếng mạng xã hội. Đặc biệt, trước mỗi vụ việc nóng trong xã hội, Huấn lại live stream chia sẻ quan điểm trái chiều gây tranh cãi. Những câu nói viral của thầy Huấn Quốc Dân nghe thấm lòng người. Con gái có tiền, xấu như mà cũng hóa tiền. Xã hội này chỉ có làm, chịu khó cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu ăn mà thôi. Cuộc sống tốt nhất là nồi nào úp vung đó, đừng có trèo cao. Đừng có thấy nhà người ta giàu mà lao đầu vào lấy, mỡ đấy mà húp. Không có tiền con gái cắm sừng là chuyện bình thường. Đừng có thấy người sang mà bắt quàng làm họ nhá. Trên 18 tuổi giờ này vẫn còn đang ngủ thì sau này ăn hết nha. Cờ bạc người không chơi là người thắng, người chơi không bao giờ có cơ hội thắng. Con người ta hơn nhau cái tư duy đạo đức chứ không hơn nhau chén rượu chén chè nhé. Khi nó hết yêu, nó thấy không có tương lai, nó bỏ mày, cho là đúng rồi. Đàn ông mà hai mấy tuổi chưa có đồng nào trong túi, xấu hổ. Những người làm được ít nói lắm. Qua mỗi lần scandal, sau mỗi lần bị xử phạt, số lượng người theo dõi Huấn Hoa Hồng lại tăng thêm.
Tất cả những nền tảng mạng xã hội mang thương hiệu Huấn Hoa Hồng đều được tận dụng triệt để vào việc quảng cáo sản phẩm, dịch vụ và bán hàng online. Đấy, các làm gì đấy các ơi? Hả? Các làm gì đấy? Lấy tiền đi chơi. Tiền giấu đấy luôn. Giấu với vợ quả điên. Đừng nói nhá, đừng nói với chị nhá, đừng nói nhá. Tài sản khủng của Huấn Hoa Hồng. Không những chặt đốt ngón tay, Huấn còn đặt cả dây chuyền khi bị nghi ngờ là vàng giả. Điều này thể hiện rằng Huấn cũng có một gia tài kếch xù sau nhiều năm miệt mài kiếm sống. Nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook cách đây 5 đến 6 năm, Huấn Hoa Hồng theo cách nói vui được tổ nghề Facebook đãi. Bởi rất nhiều kẻ tìm kiếm sự nổi tiếng trên mạng bằng nhãn mác giang hồ, nhưng để gây chú ý và có đông người theo dõi như Huấn thì không nhiều. Những clip này thường được làm rất thô sơ, giống như mặt bằng chung của các giang hồ online thời điểm đó. Thế nhưng nhờ tài khéo léo, ăn nói và luôn đề cập đến cuộc sống dân chơi, nên đối với một bộ phận thanh thiếu niên mới lớn, Huấn mang đến một thế giới khác lạ lẫm và không kém phần thú vị. Khi đã là một doanh nhân thành đạt, Huấn Hoa Hồng cũng thể hiện sự chịu chơi và độ giàu có. Có thể kể đến một số loại siêu xe từng gắn với tên tuổi Huấn Hoa Hồng, như chiếc Range Rover Sport giá gần 6 tỷ, Porsche Panamera 2019 giá gần 7 tỷ, chiếc Mercedes C300 AMG gần 2 tỷ, SUV biển số đẹp có giá 7,2 tỷ đồng, Mercedes Maybach S450 Luxury 2020 có giá trị lên tới gần 5 tỷ đồng, cặp đôi xe mô tô phân khối lớn Kawasaki Z1000 và Ducati Duravel. Trên fanpage Huấn Hoa Hồng có chia sẻ hình ảnh vợ chồng này nhận bàn giao chiếc Porsche Panamera mới tinh giá nhiều tỷ đồng. Bên cạnh đó, Huấn cũng từng sở hữu nhà hàng lớn tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng sau đó đã đóng cửa. Mới đây Huấn lại mở quán kinh doanh cà phê và bia tại Hà Nội. Trong các video livestream, Huấn Hoa Hồng từng khoe có tài sản hàng trăm tỷ. Việc giang hồ mạng sử dụng mạng xã hội để thu hút người xem, thu hút lợi nhuận từ việc quảng cáo là chuyện hết sức bình thường. Nhưng quan trọng nội dung mà họ đăng tải thường hướng và đánh vào tâm lý của một bộ phận giới trẻ. Tuy nhiên, sau nhiều lần vấp ngã, Huấn Hoa Hồng đã thực sự coi đây là công việc và giúp Huấn kiếm được rất nhiều tiền và là nguồn thu nhập chính nuôi cả gia đình. Hiện tại các video của Huấn vẫn nhận được lượng tương tác khủng vì cách làm của Huấn sạch sẽ hơn, bài bản hơn và cũng tử tế hơn. Nhất là việc Huấn không còn những phát ngôn gây sốc, thay vào đó Huấn muốn hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn như việc giúp người báo ơn. Còn những giang hồ mõm chỉ biết sống vào lời nói mà không thể chứng minh bằng hành động. Lúc này ngoài ăn cơm tù mặc áo số thì các cư dân mạng đã thông thái hơn là ấn report, không xem hoặc ấn ẩn video vì quá phản cảm. Thành ra những giang hồ mõm này khá đói. Toàn phải bú frame những người nổi tiếng để lấy le, làm đề tài mõm tiếp. Việc bài trừ giang hồ mạng còn dựa vào ý thức chọn lọc khi xem của nhiều người. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo để tránh nhiễm những thói xấu của các giang hồ mạng hay tạo cơ hội nổi tiếng cho những tên này. Người dùng mạng cần xem video, clip có chọn lọc nội dung, không chia sẻ những nội dung không lành mạnh, thiếu tính giáo dục. Qua bài viết, các bạn đã biết Huấn Hoa Hồng là ai, cũng như thông tin sự thật về bàn tay cụt một ngón chỉ còn lại 4 ngón rưỡi, cùng đời tư của giang hồ mạng Huấn Hoa Hồng. Rồi đúng không ạ? Gác lại mọi việc đã qua, hy vọng Huấn sẽ quay đầu là bờ, sống hướng thiện, nói được làm được như anh vẫn khuyên những người anh em của mình. Còn 500 anh em, các bạn có quan điểm gì về câu chuyện, về sự thật, về bàn tay cụt một ngón chỉ còn lại 4 ngón rưỡi của Huấn Hoa Hồng? Cùng để lại suy nghĩ dưới phần bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ mỗi ngày trên PKT.